Hôm nay mùng 9, núi Bà Tây Linh rất là đông. Trời đang rất là mát để cho mọi người rất là khỏe, chụp hình lên núi Bà. Nếu mà chân thằng ngay đây cái đồng chu không sáng thì trời rất là nắng nha. Bỏ bớt này nó không có thể vậy luôn á, cũng đã luôn mà đây vậy thôi. Ừ, vậy đó. Người rất là đông. Đến đây đó là thấy cái hình khá là sạch thôi. Hình thôi chứ cũng thấy được nè. Đó hay vậy. Đứng nhìn ra vậy nè. Đó cũng vậy luôn á. Đó ra vậy đó. Tụi ra đâu? Không có ra ngoài được, cứ vậy á. Vô vô, có được phạt xuống á. Quay mẹ nha. Chào mà mẹ đến xin lọc đi các bạn. Quay đang quay nữa nè, ở bên đây rất là đẹp. Wow, hello. Đó, người rất là nằm. Leo lên tới đây rất là mừng nha, tại vì hôm nay rất là đông á, cách treo này rất là, nói chung là chờ đợi rất là lâu. Ô này trời, nhìn thấy người
trời người. Lên tới Mỹ xong cái trời mát luôn, cảm giác rất là thích. Nếu như trời nắng không đứng quay như vậy được nữa. Cảnh đẹp ha. Chào hai cô gái Giang Nhung, Trâm Nguyễn, Trâm Anh Nguyễn nha, bạn Hiền, chị yêu. Rồi quay sơ vậy thôi, để giờ mình đi lên trên cao nữa ha. Hello chị yêu Xuân Thu. Quay cho chị Thu coi tí nữa ha. À, người quá trời đi chị. Chín đông lắm chị. Trời cũng đẹp mà cảnh cũng đẹp, người thì lại đông. Em lên tới núi Bà cái này như trời rất là mát luôn á. Thế làm cái cảm giác em rất là thích. Rồi quay ra chị Thu coi này nè. Đẹp không chị? Ở đây nãy giờ có chút xíu vậy. Nhìn xe đẹp ha. Đồng quay quay mấy bạn nhỏ mà cùng mình cái là rớt điện thoại rồi khóc luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ đẹp lắm chị. Cảnh đẹp, người đẹp, trời đẹp, trời rất là đẹp chứ chị. Giờ em mới đi lên cao rồi, em tắt like nha. Em chụp hình chiều tối về em đăng hình cho nè. Bye bye, bye cô gái.